Xin chào các bác, em mới về thêm một cái siêu phẩm máy hút ẩm nha. Rất là nhiều bác tính mua dòng cao cấp thì em cũng nhập dòng cao cấp về phục vụ các bác. Mặc dù là cái bọn này thì giá cả nó khá là cao, đắt. Đấy, nhưng mà cũng tùy các bác thích cao cấp thì em mua cao cấp về. Ở đây là một cái con của hãng Panasonic các bác này. Hút con này là 23 lít một ngày. Đấy, 23 lít một ngày các bác nhé. Dòng khủng long luôn của Panasonic đấy. Đấy, mẫu mã thiết kế cực đẹp luôn. Máy đã làm vệ sinh sạch đẹp, test các thứ ok hết rồi. Mẫu này quá đẹp luôn nhé. Giao diện toàn bộ bằng tiếng Anh. Đấy. Dễ dùng, điện 220V luôn. Đấy, các bạn nhìn trên này có các cái chế độ Eco Navi, các thứ là sấy quần áo, các thứ các bạn này. Đấy, sấy quần áo này. Mùa nồm các bác sấy quần áo cực sạch, nhanh khô nhé. Đấy, các chế độ sấy quần áo, NOM này, hút ẩm, auto, các thứ là cao thấp, quạt gió. Đấy, đảo bánh gió này, các bạn này. Đấy, đảo có xoáy bên trong này. Đấy. Rồi đảo cánh này. Đấy. Dễ dùng, con này cực dễ dùng luôn, hẹn giờ này. Báo phần trăm độ ẩm đây các bạn. Một con hút ẩm của hãng Panasonic, bình nước rất là to. Các bạn này, bình nước to nhé, bình nước con này chắc phải 5 lít. Khi còn hơn này, to lắm. Chứa được nhiều lâu phải đổ. Panasonic thì thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi, chứ là cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều về nó nữa. Còn bánh xe đẩy ngang. Tem mát ở đây coi nhé. Điện 220V luôn. Đấy. Công suất cực đại của nó là 395W. Hút ẩm 23 lít một ngày ở độ ẩm 80% coi nhé. Đấy. Đấy. Series máy các thứ đây. Đấy. Bên ngoài là dàn. Dàn rất là mới, dàn đồng hết bọn này. Panasonic. Đẹp. Trước này em bán là 5,2 triệu các bác nhá. Bác nào yêu hàng VIP thì các bác alo cho em. Đấy, hút khỏe, to. Đấy. Hút ẩm thì nhiều bác hỏi là hút trong phòng bao nhiêu thì em tư vấn rằng là nếu mà các bác hút, bán máy hút ẩm thì em bán theo công suất hút thôi. Đấy. Thì càng các bác mua phòng máy to thì hút càng nhanh. Đấy. Phòng nhỏ thì mình cũng hút nhanh, phòng to thì sẽ hút lâu hơn thôi. Đấy. Phòng to thì hút sẽ lâu, phòng nhỏ thì hút nhanh. Còn mình mua càng máy công suất lớn thì mình hút càng nhanh, càng khỏe. Máy công suất lớn thì nó sẽ tốn tiền đầu tư. Đấy. Con này 5,2 triệu bảo hành 1 năm, trước phí vận chuyển. Rồi, chào các bạn.